Hello, hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với series giải đáp thắc mắc của mình. Mình là thầy Phong hay nói chuyên về dạy thanh nhọt. Đây, bớt cái máy lạnh lại. Ồn ào lắm. Ok rồi, hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho một số bạn nha về kỹ thuật thanh nhẹ. Ok, đầu tiên là bạn Trương Hoàng. Đó, có nhạc con cái cho nó feel beat đâu. Ok, bạn Trường Hoàng. Bạn hỏi mình là làm sao để hát nhiều khi không nhiều không bị mỏi quai hàm mà. Hát hát là đương nhiên là phải mỏi quai hàm rồi, tại vì nó liên quan tới khẩu hình miệng. Thấy không? Còn hát nhiều là chắc chắn là phải mỏi quai hàm mà, cỡ nào có thể mỏi được hết mệt mỏi. Nhưng mà cái chuyện mà hát mà phần lớn á, là mình phải mệt. Mệt nhất á là ở cái phần không chỉ là quai hàm mà cái phần gọi là phần hơi bụng á, cái phần cơ hoành á, là bạn sẽ bị đuối á, đuối hơi á. Chứ còn mà nếu mà bạn bạn mình nghĩ là bạn nên lo cái phần đuối hơi hơn là cái phần mở quai hàm. Phần mở quai hàm là có thể là bạn hát bạn gồng hàm nhiều quá, bạn không có sử dụng hơi nhiều nên nên bạn sẽ bị mỏi quai hàm chứ bạn không bị mỏi hơi. Mỗi hơi đó, nó cái sử dụng mình dùng từ cái từ là từ mỗi hơi chứ không phải là mỗi quai hàm nữa bạn. Thì các bạn nên tập, thứ nhất là đầu tiên là các bạn phải tập hơi sử dụng support lên. Khi bạn hát một bài hát bất kỳ, ví dụ như gì tóc quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng, là sao quai hàm mình ít sử dụng thôi, ít thôi, giảm cái việc sử dụng quai hàm lại mà sau đó là thay đổi bằng cái hơi. Đó, các bạn nghe cảm cảm những cái hơi của mình không, nó tác động lên thì nó tạo thành cái giọng hát. Chứ quai hàm thì mình sử dụng ít thôi, để là lâu lâu mình xài, đừng có xài nhiều quá. Bạn thấy có một số những ca sĩ mà sẽ ít rất ít sử dụng hàm để hát đó, thì các bạn giống như Bùi Anh Tuấn cũng rất ít sử dụng hàm để di chuyển nhiều. Ca sĩ đình đám luôn là Tuấn Ngọc hát mà cứng đờ đó. Thì cái đó là các bạn có thể nghiên cứu thêm ha, và tập hơi nhiều hơn và giảm bớt cái việc tập hàng là chắc chắn mình sẽ làm được thôi. Ok ha. Hát là đương nhiên là hát cỡ nào thì cũng bị mỏi, nhưng mà có thể mỏi nhiều quá là do mình vận dụng nó bị hơi bị nhiều á, giảm bớt nó lại, thay nó bằng việc là bạn sử dụng hơi nhiều hơn. À, lúc đó bạn sẽ không mỏi hàm ở đâu, tôi tuyên bố bạn luôn, bạn sẽ mỏi hơi đuối hơi, thì cái đó là level đã lên rồi đó, là mình đã tập đúng rồi đó. Ok, giờ chỉ cần tập đủ thời gian nữa là mình sẽ thành công ha. Rồi tiếp tục luôn, con hứa tiếp thu, con hứa tiếp thu, click vô à. Rồi thầy dạy giọng bụng đi thầy. Bạn mèo Ruby. Giọng bụng hả? Giọng bụng là một cái giọng nào biết con này trả lời chưa ta, quen quen. Giọng bụng hả? Giọng bụng thì cũng ok đó, hợp lý đó, nhưng mà giúp mình hát tốt hơn đó. Nhưng mà đó, bạn mình nghĩ là bạn khoan tập giọng bụng đi, bạn nên tập hơi bụng thì hợp lý hơn, cách sử dụng hơi bụng. Bạn thay nè, ví dụ như thường thường đó là cái hơi là hơi hơi ngực. Các bạn sẽ lấy hơi ngực không, cái bắt đầu đuối hơi ngực, cái bắt đầu dồn hơi lên, các bạn bóp cổ đó. Thì cái vấn đề ở đây là nếu mà các bạn sử dụng hơi bụng là sao, là nó đưa sâu xuống bụng nha, đưa sâu xuống để bụng phình ra thì nó gọi là hơi bụng đó. Ok rồi, thì cái hơi đó được cơ hoành ép lại ấy, rồi nói chung là tập hơi bụng trước đi, rồi nếu bạn làm được hơi bụng thì tập giọng bụng. Là sao, khi mà cái giọng ngực á, nó tới cực hạn của nó rồi đó,
thì nó sẽ xuống tới giọng bụng. Đó là thôi, ví dụ như bạn phải thả lỏng mà mở cái khoảng vang ở bụng lên. Đó, ví dụ vậy mình tập cho cái khoảng vang nó xuống ngực rồi nó xuống luôn bụng. Thì cái giọng bụng này nó không cần thiết đâu, cái quan trọng là bạn tập sao cho giọng bạn hay thôi, còn tập hơi bụng giùm tôi một cái ha. Tại vì giọng bụng nó là một kỹ thuật rất là cao siêu, trừ khi nào mà bạn hát nhạc thính phòng cổ điển gì đó rất là cao siêu thì bạn dùng tới giọng bụng, còn hát những cái nhạc như là Chữ Tình, Ballad, Bùi Anh Tuấn rồi này nọ rồi ABCD, mấy bài nhạc trẻ thì cần chi tới giọng bụng dữ vậy bạn. Bạn chỉ cần giọng ngực nè, ây da ngứa mũi quá, giọng ngực nè, head voice, mid voice là được rồi. Rồi còn lại là mở cái khoảng vang ra, support được hơi thở. Đâu, vậy là hát rồi. Ta quên nhau. Ôi, làm bắt tông hơi cao rồi. Vô hơi bình thường thôi. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm đang có hay mà sao buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Ok nha các bạn, thoải mái thôi, đừng có tập dụng bụng kỹ thuật cao siêu quá à. Mấy cái kỹ thuật cơ bản trước đi nha bạn mèo Ruby, cơ bản trước thôi. Mình đi từng bước, đi từng lên. Bạn tập thì giọng ngực vẫn chưa tập được nữa, mà chưa chắc các bạn là ổn định được cái giọng ngực mà vận dụng được thanh thoát nào mà chưa nhảy xuống tới giọng bụng luôn. Bạn tính tập opera thính phòng thì cao cấp quá, thì mình không có khả năng mình dạy opera thính phòng nha. Mình học đó, mình hồi xưa là mình học trong trường nhạc 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 nhẹ trường nhạc nhẹ nên mình chỉ tập luyện hát và mình thích nhạc nhẹ. Vậy mà mình đi nghiên cứu về nhạc nhẹ, những cái kỹ thuật cổ điển thì chủ yếu là mình áp dụng vào để mình có thể là hỗ trợ cho việc hát nhạc nhẹ của mình nó hay hết, tình cảm nhất hay để hỗ trợ thôi, chứ còn mình thì không có chuyên về nhạc cổ điển. Ok, truyền thống cách mạng có đi hát, ngày xưa là chuyên đi hát mấy ta đi trong một ánh sao vàng rừng có tung bay rộn ràng bao mê say những bước chân rộn về đây. Có đi hát nhưng mà hát cái nhạc đó cũng vui chứ không phải là không vui, nhưng mà mình thì mình thích nhạc nhẹ hơn, mình thích thích cái gì nó thị trường. Mỗi người mỗi sở thích thôi. Ok. Hai bạn mèo Ruby ha, bạn giọng bụng cao siêu quá mình chưa có đề cập tới. Ok, còn hát giọng bụng thì không khó, đơn giản thôi, khoảng vang mở khoảng vang từ ngực, mở sâu xuống dưới bụng là bạn sẽ có được cái giọng bụng thôi. Còn áp dụng như thế nào vào trong bài hát gì để nó phù hợp, để nó hay và nó là một cái câu chuyện nữa. Ok, tập cơ bản basic trước thôi nha các bạn Ruby. Bạn có những câu hỏi khác thì đặt thêm câu hỏi nha, còn câu hỏi này thì chưa, nó sâu sao á. Ok bạn. Rồi tiếp luôn. Click vô. Cao siêu quá, chơi dùng bụng luôn. Đây. Thầy ơi, bạn Đặng Tiến Sơn TV tập head voice cứ lên mũi. Em tập head voice cứ lên đến mũi là bị đứt. Thế ạ? Cảm tưởng như bị ngạt mũi mà em không thể đưa được hơi lên hít ý. Tập hít voice mà đưa lên hít không được đúng không, nó ra mũi đúng không. Nếu mà tập hít voice mà đưa ra mũi á, là cái vấn đề là bạn chưa có đưa ra sọ ở phần học ốc mình, thì mình có dĩ rồi, đơn giản lắm. Ra phía sau đây nè, bước đầu tiên cơ bản của hít voice là bạn phải mở được phía sau, chứ không phải mở phía trên nha, mở phía sau để cái phần phía sau nó đưa cái phần hơi là nó lên rồi nè, thấy chưa. Ơi phía vào phía sau trước hơi. Đó, còn khi mà hít voi lên tới đỉnh, mà hít voi á
Đỉnh của hít vôi là bạn 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 đưa bạn tạo một cái vòm, nhất cái vòm nó thật là mỏng manh ha. Thì nó ví dụ mình ví dụ thế thế này, hơ mình không kỹ thuật ha, hơ để đẩy cái hơi nha các bạn, đừng có bằng tất cả những cái gì mà mình hát đều hát bằng hơi thở nha, chứ còn hát hát bằng giọng thì thua rồi, hát bằng hơi rồi từ đó nó tạo nên giọng. Ok, hơ nè, lại nè, hơ ra phía sau các bạn, nó bắt đầu nó mỏng, nó đanh lại, hít vôi nó đanh lại là do cái phần hơi của bạn nó tác động, nó chịu một cái lực nén mạnh hơn và nó làm mỏng cái phần âm thanh lại thì nó sẽ đanh cái gì đó. Thì đương nhiên là khi mà bạn lên hết vôi rồi nó sẽ cộng hưởng nhiều, cộng hưởng trên toàn bộ cái phần sang mặt qua luôn. Thì âm thanh được tạo ra không chỉ bởi do một yếu tố về cái khoảng vang ngay chỗ đó, âm thanh đã được tạo ra mà nó là do sự cộng hưởng của các khoảng vang à, chứ không phải chỉ là do hết vôi không. Nên đôi khi bạn vô cái phần mũi là chính xác, là đúng rồi, tại vì khi mà cái độ cộng hưởng của nó chưa tốt, ví dụ nó sẽ cộng hưởng lên phía trước trước sau á, cái sự cộng hưởng này nó tạo thành âm thanh nó phía trên phía dưới nữa. Đó, bạn ra mũi nè, thì cái khoảng vang của bạn hết vôi á, các bạn cần phải đi ra đây nè, xong rồi bạn tập đưa lên trước, đưa lên thật cao, tập đó lông ốc luôn á. Nó tập quen kết nối nha, phải bắt buộc phải kết nối chứ đừng có tập trong gió, không thì nó gãy, nó bị gãy cái đàn ở giữa. Như vậy vẫn là hết vôi nè, nó vẫn là hết vôi dòng gió đó, hết vôi dòng ốc á, nhưng mà kết nối theo dòng ngực nó đi, bạn lỡ tập tập luôn một lần chứ đừng có tập, đúng không, tập đừng có tập mà tập từng phần nó kết nối mất thời gian lắm, không. Đó, bạn lên xong bắt đầu cộng hưởng ra mix voice, còn cái mà ra xoang mũi của bạn nó là mix voice, nó là xoang mặt, nó là phần cân bằng, tại lúc đó nó phải giữ trách nhiệm của nó là để cộng hưởng ra được một cái âm thanh hiệu quả, thì nó phải giữ cái âm thanh đó, không để làm cho âm thanh nó ổn định. Đó là cái sự gọi là cái tạo hóa tự nhiên, quy luật tự nhiên thôi, khi mà âm thanh muốn đạt được vậy là nó phải vậy á. Thì các bạn đừng có suy nghĩ nó cầu kỳ quá, thì hit voice thì nó có những cái level khác nhau. Level 1 là bạn mở được phía sau. Level 2 là lên cao. Level 3 là cao nữa. Và maximum level. Này là mình cộng hưởng ra mix luôn nè, tại vì bắt buộc tới lúc đó là nó phải ra mix để nó giữ âm thanh thôi, đâu có gì đâu mà khó khăn. Tập head voice, tập mid voice nè, chest nè, đây kết nối ba cái âm thanh lại cùng một lúc nè, kết nối nè, head chest mid nè, ha, chest head mid. Vòng âm thanh tập tất cả trong một only one thì nó ra ba giọng cùng một lúc luôn, chứ không phải đừng có tập một giọng một lúc. Đấy, tập một giọng là tập cho biết thôi, có cảm giác chút xíu rồi kết nối luôn, tập quen kết nối luôn, nó có một đường đi âm thanh của nó đó. Đó đi ra phía sau, ra dòng lên phía trước rồi lên phía trước mặt, lên trên dòng phía trước mặt rồi nó tạo ra âm thanh. Ok nha các bạn, bạn đây nè, nó đúng rồi đó, nhưng mà tại vì hết voice bạn chưa lên cao, bạn cần phải đẩy, bạn tập hết là bạn đẩy ra phía sau, bạn đẩy lên trên nữa, xong rồi mới dòng lên, bạn dòng sớm quá. bạn mới đây là bạn ra mix rồi, hết cái sang mũi của bạn là mix á đó. No, bạn lên chút xíu nữa bạn dòng ra. Đó,
Phạm vậy còn chưa chịu nữa. Ok nha, thì Phạm rất là nhiệt tình luôn rồi đó. Ok, tiếp luôn. Rồi bạn Đặng Tiến Sơn nha. Rồi nét qua. Sơn Tiến Đặng. Rồi. À bạn gì Stacy gì nè. Điệp khúc của bài như những khúc ban đầu hát giả thanh như vậy thì em hát không quen vì giọng em rất dày nên giả thanh nó sẽ lộ ra hết. À vậy thì do vấn đề là giọng của bạn chưa có kết nối được với phần giả thanh, phần kết nối lại là phần mix voice đó, bạn chưa có quen. Thì tập từ từ các bạn sẽ quen mà kết nối lại cái phần giọng thật, giọng của bạn là dày đúng không? Giọng dày chắc giọng bạn baritone ha. Rồi khi mà bạn chưa kết nối quen thì nó sẽ gãy, nó gãy thì nó hơi cứ thì bạn phải tập từ từ bạn lên, bạn tập kết nối của mix voice á là bạn từng bước thôi, từng bước một ha. Thường là sẽ gãy, baritone sẽ gãy nút pha son. Rồi bắt đầu yếu yếu rồi, pha son bắt đầu yếu đuối rồi. Thấy không? Thì bạn tập ví dụ như hơ nha, hơ ba hơ âm hơ nè, hơ là nó pha ba nè, hơ là giọng ngực á, hơ giờ đẩy lên trên cái phần mix của mình nha, hơ là trên cái mặt của mình nè, hơ chuyển tiếp. Giữ hơi, giữ chắc ở chỗ đó luôn, hơi nó support lên trên đó ha, trên cái mặt của mình nè, nhẹ nhàng thôi. Rồi khi căng lên cao các bạn hát nhẹ lại, vừa lại đừng có gồng quá nó bóp cổ họng nha. Đó, tập từ từ quen. Mở sâu ra thì nó hết rè. Đúng không? Đã bắt đầu nó lên sang gò má rồi đó. Nè, lên son thăng. Đó, lên la nè. Thì phía sau nha, phía sau là head voice đó các bạn ơi, không có head voice thì nốt cao nó sẽ bị rung, nó sẽ bị đè thôi, có gì đâu. Không. Rồi lên tới C nè, đó vô. Đó, cộng hưởng trước sau dưới trên nè, thì nó cộng hưởng như vậy. Nè. Đó, lên tới đô rồi đó, dư sức hát bài bài gì ta, như những phút ban đầu rồi đấy. À, ok nha bạn. Ừ, cộng vai cộng hưởng này nọ rồi tập từ từ, từng nốt nốt tập lên chứ đùng cái lên đâu có lên được liền đâu. Thì ngày xưa mình là tenor đây nè, giọng mình lên còn khúc đó mình còn gãy nữa mà, thì giọng của bạn các bạn baritone thì chuyện đó là bình thường thôi. Tập từ từ, tập từng nốt, tập lên, tập mix voice nè, mở cái khoảng vang của mix voice nè, là cái head voice nè ra phía sau nè, thì head voice quan trọng lắm, là tập mở phía sau là cái khoảng vang phía sau với phía trên đó, là cái ốc của mình, cái sọ đó thì nó mới cộng hưởng được âm thanh, nó mới dội kinh nó mới ra được cái độ cao mà nó không có bị rung, nó không bị chênh phô trong chênh. Ok nha. Rồi còn gì mà bạn có thắc mắc gì nữa thì bạn cứ hỏi nha, mình cái đó là cứ tập theo cái đó đi là hiệu quả rồi. Ok, tiếp nét qua luôn. Ha 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 ha.
Bạn Trần Hảo Nam hỏi cái bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu trong giải hát hay đó. Bài này lên tông á, có kéo giọng thật lên được không thầy? Được, nhưng mà tùy giọng nha, nam cao hay nam gì đó. Nhưng mà kéo hay không kéo thì giọng đấy mình lên cái quan trọng không phải là giọng thật giọng giả, cái quan trọng là hay hay dở. Bạn kéo giọng thật lên bạn không hay cũng vậy, thì thôi bạn hát giọng giả và giả thanh đi, thấy không? Nhưng mà cái quan trọng là bạn hát làm sao mà để cho nó hay. Hay là ở đây nó phải thoải mái, nghe người nghe thấy thoải mái, người hát như mình cũng thấy thoải mái luôn. Đừng có kéo giọng thật nó nặng nề quá. Sẽ có người kéo giọng thật lên hay và sẽ có người kéo giọng thật lên hỏng hay. Thì cái hà thì làm sao mà biết mình hay hay hỏng hay? Chỉ có đăng ký kênh của mình, xong rồi vô cái group mày hát vô đi hết á. Quảng cáo. Xong rồi vô chổng up clip lên, mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Ok rồi, sẽ cùng nhau mình trao đổi trong đó ha. Rồi sau đó thì nó là một cái nơi thôi, là để cho mọi người có thể up clip lên cho nó là bây giờ mình kéo giọng thật lên như vậy có hay không mọi người ơi. Đó ok, thì bạn quay clip, quay clip bạn up lên cái là tự động là sẽ biết hay hay dở thôi. Chứ còn bây giờ bạn hỏi như mình thì mình không biết là mình có kéo được giọng thật hay không thì được, tùy giọng thôi ha các bạn. Nhưng mà nếu mà tập thì tập luôn kỹ thuật giả thanh đi, ví dụ như Nơi Tình Yêu Bắt Đầu đúng không? Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em, và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay. Đó, thì thật sự ra mình đang hát mid voice, giọng pha, ta còn gọi là giọng giả thanh. Mình đang hát mid rồi. Thì nếu mà bạn không hát mid được là giọng hát của bạn sẽ không cân bằng giọng mặt nạ. Anh, nơi mùa đông anh xin hãy làm tuyết rơi để em, để em biết anh cần em, để em biết anh cần em, và thời gian ơi xin hãy ngừng chân đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Đấy, lúc đầu nó đẩy lên thét mít, nó đẩy lên xoang, đẩy lên xoang đây thì đó mình sẽ hát được những cái nốt cao hiệu quả thôi. Ok, các bạn muốn hát cao được vậy không, liên hệ mình đi, mình dạy cho dễ không khó chưa nha. Không thôi thì cứ coi video của mình thì mình sẽ làm ra những cái đăng ký kênh của mình cũng được nữa đó. Nếu mà điều kiện về tài chính hay là về thời gian là không có thì cứ coi video đăng ký kênh của mình đi, mình sẽ làm các video hướng dẫn để cho các bạn hát được quéo 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 cao véo véo gì ha, thê luôn ha. Mà hạn chế kéo giọng thật lên, hát giọng giả thanh đi. Hát giọng thật lên chi vậy? Giọng thật của các bạn là giọng gì? Giọng ngực đúng không? Giọng thật của mỗi người khác nhau nha. Đối với bạn là thật chứ chưa chắc đối với tôi nó là thật. Oh yeah, đúng rồi. Phân biệt ở giọng nam cao, nam trung, nam trầm. Thì đối với nam cao giọng thật nó khác với nam trầm và nam trung, và ngược nó bát. Đúng không? Đối với giọng nam trung thì khác, giọng thật của nam trung thì nó khác với giọng nam cao với nam bát. Để mỗi người đều có một cái quãng giọng khác nhau. Mà nói về giọng thật khó xài lắm, không biết được thì giọng thế nào gọi là giọng thật hay là giọng giả cả. Nên nhưng mà người ta nghiên cứu ra rất là nhiều những cái giọng, những cái kỹ thuật âm thanh, kỹ thuật giọng hát rất là hay. Mình tập đi, nhưng mà hát cuối cùng quay lại một yếu tố đó là hát làm sao để hay và hát làm sao để cái giọng của mình nghe tự nhiên, thoải mái, cân bằng và nhiều cảm xúc nhất. Thì giọng đó là giọng hay. Chứ đừng có thật giọng giả, mình không có quan trọng vấn đề là thật giả mọi người khác nhau. Đối với bạn là thật nhưng đối với tôi là giả, mà đối với tôi là thật thì đối với bạn là giả. Cuộc sống nó kỳ cục lắm. Mà thật sự nó là như vậy, thật sự nó rất là kỳ cục. Nên chúng ta hát, chỉ cần chúng ta cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy sướng, chúng ta thấy thoải mái, chúng ta thấy hay, chúng ta thấy thích thú, ví dụ chúng ta thấy hấp dẫn, ok thì hãy đăng ký kênh của mình và cùng đón xem các video giải đáp thắc mắc và những video khác về giải hát hay nha.
Xin chào và hẹn gặp lại với những video theo. Video tới đây cũng khá dài rồi ha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video tới cuối cùng. Thank you.